Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình chương trình Good Morning Washington DC. Để tiếp tục, Ngọc Vi xin kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng liên quan đến Trung Quốc nên tôn trọng lợi ích của các nước láng giềng và giải quyết các tranh chấp do Vân Anh thực hiện. Trung Quốc nên tôn trọng lợi ích của các nước láng giềng và giải quyết các tranh chấp. Trung Quốc có những tranh chấp về vùng biển với Nhật Bản ở biển Hoa Đông. Những tuyên bố chủ quyền của họ trên biển Đông bị phản đối bởi Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Vài tuần sau khi xung đột biên giới ở Doklam với Ấn Độ được giải quyết, các phương tiện truyền thông chính thống cho rằng Trung Quốc nên tôn trọng lợi ích của các nước láng giềng và giải quyết các tranh chấp song phương để giảm thiểu sự phản đối việc Bắc Kinh tìm cách tăng cường ảnh hưởng của nước này trên toàn cầu. Một bài báo trong một ý kiến, bài viết mà quan điểm của tác giả trong đại diện cho quan điểm của tờ báo đăng trên tờ Thời báo Hoàng Cầu viết, chúng ta phải giữ vững các nguyên tắc của chúng ta, nhưng cũng phải tôn trọng lợi ích của các nước láng giềng. Bài báo cho rằng giải quyết tranh chấp với các nước láng giềng có ý nghĩa rất lớn đối với Trung Quốc vì họ đang cần tối đa hóa sự hỗ trợ và tối thiểu hóa sự phản đối của các nước trong nỗ lực hoàn thành tham vọng của mình. Bài báo viết tiếp: Do không nước nào trên thế giới dám xem thường Trung Quốc nên Trung Quốc cần lưu ý đến những vấn đề cấp bách hơn. Trung Quốc nên bảo vệ chủ quyền của mình và tránh đối đầu trong các tranh chấp và nỗ lực liên quan đến chủ quyền ngoại vi nhằm làm giảm áp lực chiến lược quốc tế đang cản trở sự trỗi dậy của Trung Quốc. Đây là chiến thuật cơ bản của chúng ta. Trong những tranh chấp được coi như là tấn công ngầm ở Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam và các nước láng giềng khác trong khu vực Biển Đông, một số nước láng giềng đang chọn thái độ cứng rắn trong giải quyết các tranh chấp trên biển và trên đất liền với Trung Quốc và cố gắng ép Bắc Kinh có những nhượng bộ Trung Quốc có những tranh chấp về vùng biển với Nhật Bản ở biển Hoa Đông. Những tuyên bố chủ quyền của họ trên biển Đông bị phản đối bởi Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Các tranh chấp biên giới giữa quốc Trung Quốc với Ấn Độ kéo dài hơn 3448 km dọc đường kiểm soát thực tế LAC. Cả hai nước đều tham gia cuộc xung đột kéo dài 73 ngày tại Doklam trong khu vực Sikkim khi Trung Quốc cố gắng xây một con đường chiến lược. Cuộc khủng hoảng kết thúc vào ngày 28 tháng 8 sau khi Trung Quốc dừng công trình đường bộ do những xung đột ở khu vực lân cận của Trung Quốc trong những năm gần đây. Quan điểm của công chúng Trung Quốc về một số quốc gia láng giềng đã bị xấu đi, thậm chí có một số lời kêu gọi Trung Quốc phản công lại một vài nước trong số đó. Bài báo viết trong khi trung quốc ấp ủ giai đoạn cơ hội chiến lược cho sự phát triển hòa bình một số nước láng giềng coi đây như là một cơ hội để tỏ thái độ cứng rắn trong giải quyết các tranh chấp trên biển và trên đất liền với trung quốc